Chào mừng các bạn trở lại kênh Sài Gòn Chợ Lớn nha. Chinatown Sài Gòn Chợ Lớn nha. Mình quẹo phải đi đường Trần Hưng Đạo B, quận 5. Khúc này tự nhiên đông quá.
không đèn. Giờ mình quẹo vô coi có gì không nha, chắc là không rồi đó. Đây, ở đây là khu phố lồng đèn, thời điểm mà coi như là hết trung thu. À, các bạn nhìn thấy không? Không có gì luôn. Ở đây mà ngay cái mùa trung thu vui lắm nha. Còn giờ là cái giờ đã điều hiu, giờ đã vắng que luôn. Chỉ vài ba quán cốc nhỏ nhỏ thôi. À, đó là phố lồng đèn các bạn. Da Phút, Châu Văn Liêm, Trần Hưng Đạo. Kinh doanh mấy cái đồ điện máy, điện tử rồi đó, máy lạnh, tủ lạnh.
quan cảnh khu phố ẩm thực về đêm tại Chợ Lớn. Ở bên kia đường là cà phê muối Chú Long các bạn. Thấy không? Có Chợ Lớn chưa? Cà phê bắp trở lại. Chú Long cà phê muối là có thêm cà phê bắp nữa. Có trà sữa matcha luôn nè, matcha chứ, matcha. Rồi em bánh Đức Phát. Ở đây có bún gà. Ở đây có bún đậu mắm tôm mì. Review các nhà hàng quán hàng ở đây nha. Đó là gì? Rồi, đó, bán bánh canh hủ tiếu hai bên đường rất đông. Ở đây có phở ghiền, có mì sủi cảo, có món nướng phòng giá 99k. Ở đây có bún quậy Phú Quốc. Mà đang đi trên đường Hậu Giang quận 6. Ở đây có Pizza Hut, có Coffee House, có đời khôi, coffee, trà sữa khôi á. Rồi trước bạn là đường Minh Phụng, qua bên kia là hết khu ông uống nha. Bây giờ mình sẽ vòng lại, mình vòng lại cái bên trái, ra đi phải về vòng bên trái. Ở đây có bún đậu mắm tôm A Chảnh. Mình list ra những cái quán hàng ở đây. Ở đây có cơm tấm Trâm, có nhà hàng Domino, nhà hàng Pizza. Ở đây có bún bò Tolezu, bánh mì chảo. Ở đây có cơm tấm, muốn ăn gì cứ ra đây là có hết. Đây là có quán bia, có Pizza Company, lẩu cá Chợ Lớn, quá nhiều món ăn luôn. Bây giờ còn sớm nên nó chưa đông, tầm 9 giờ các bạn chạy ra đây các bạn sẽ thấy nó nhộn nhịp lắm. Ở đây là có hủ tiếu bò viên nè, bún cá nem nướng Nha Trang nè. Ở đây có mì gõ Thái Lan, mì gõ Việt Nam, vậy có mì gõ Thái Lan ta. Cơm tấm, cơm gà nướng. Măng chua 79k. Đó, mình review một vòng Chợ Lớn vào bữa tối nha. Ở đây có sushi, có mì xuê nữa. Có khoai lang nướng nữa nè. Đoạn này là đoạn tháp 10 hủ tiếu mực. Cái đoạn tháp 10 này thì chưa có vui bằng là đoạn Hậu Giang. Nó cũng bắt đầu hình thành những cái xe bán hàng lưu động rồi đó. Rồi ở đây là trước cổng chợ Bình Tây nha. Đó, xe bán đồ ăn chạy vô. Rồi. Đầu ta dọn hàng đó.
anh đang bịch rồi đó, anh đang uống tiêu. Anh đang thạo bé. Chiếc xe bánh tráng tới đường Hải Thượng nói ông rồi nha, quận 5. Đoạn đường này cũng vui lắm, tới mùa là bắt đầu trưng bày ra bán đồ, bây giờ là mùa Noel, ý là mùa Halloween đó, các bạn sẽ nhìn thấy nha. Wow, cái này Halloween chơi con chứ cái đầu lâu bự dữ trời. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau.